chuyện ngụ ngôn, kẻ keo kiệt, một ông già đã chôn vàng ở một địa điểm bí mật trong khu vườn của mình. Hàng ngày, ông đến địa điểm đó, đào kho báu lên và đếm từng đồng một để chắc chắn rằng tất cả đều ở đó. Ông ta đã thực hiện rất nhiều lần đến nỗi, một tên trộm, người đã theo dõi ông ta, đã đoán được thứ mà ông lão keo kiệt đã giấu, và một đêm nọ, anh ta lặng lẽ đào kho báu lên và lấy đi mất. Khi ông lão phát hiện ra mình bị trộm, ông ta đã rất đau buồn và tuyệt vọng, ông rên rỉ khóc và bứt tóc. Một người qua đường nghe thấy tiếng khóc của ông và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Vàng của tôi, ôi vàng của tôi, ông lão hét lên điên cuồng, ai đó đã cướp của tôi mất rồi. Vàng của ông, ở trong cái lỗ đó hả? Sao ông lại để nó ở đó thế? Sao ông không cất nó trong nhà để khi mua đồ ông có thể dễ dàng lấy ra? Mua đồ, ông lão giận dữ hét lên, tại sao phải mua? Tôi đâu có bao giờ động vào số vàng đó đâu, tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện bán đi tí vàng nào cả. Người lại nhặt một hòn đá lớn và ném vào trong hố. Nếu đúng như vậy, anh ta nói, ông hãy lấp viên đá đó lại đi, vì hòn đá này cũng có giá trị bằng đống vàng của ông mà thôi. Vậy đấy, tiền chỉ có tác dụng khi chúng ta sử dụng nó, nếu không, nó sẽ trở nên vô giá trị.